Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock Mật. Thì vừa rồi mình mới làm xong một cái clip về review các cổ phiếu theo yêu cầu của các bạn trong nhóm Zalo của mình. Ở nhóm thì có nhờ mình review một số con và mình đã làm xong rồi. Thì mình đang upload lên để mình kiểm tra xem một chút. Đã gần xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái clip khác riêng về về cái việc mà review các cổ phiếu dựa trên cái tín hiệu phần mềm. Thì mình cũng vừa chạy cái số liệu phần phần mềm xong rồi. Thì để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ review từ ở dưới chúng ta review lên ha. Cái danh mục nó cũng khá nhiều. Chúng ta sẽ lướt qua những cái con nào có tín hiệu nổi bật thì mình sẽ dừng lại để mình phân tích sâu hơn một chút. Đầu tiên, trước mắt thì chúng ta ngó qua trên 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 thị trường một chút ha. Cái VN Index hôm nay dừng ở mức 848.21, giảm khoảng 3 điểm so với ngày hôm qua. Số cổ phiếu giảm thì khá nhiều, 261, trong khi số cổ phiếu tăng là 136. Cái dòng tiền mà vào cổ phiếu giảm thì nó nhiều hơn. Giao dịch khối lượng hôm nay, giá trị giao dịch khoảng 6.500 tỷ, tín hiệu này cũng tương đối ổn mà. Và nước ngoài thì hôm nay đặc biệt là nước ngoài mua vào rất là nhiều, mua vào hơn 1.400 tỷ lận so với cái việc bán ra. Người ta mua vào là 2.001, bán ra khoảng 706, cho nên đâu đó khoảng 1.400. Và phần lớn cái lượng tiền này của nước ngoài hình như là nó đổ dồn vào cho cái cổ phiếu VHM rất là nhiều. Các bạn quan sát thêm một chút. Nhưng mà là diễn biến chung của thị trường trong tuần vừa rồi nó đi ngang như thế này, tín hiệu cũng tương đối ổn ha. Chưa có vấn đề gì chúng ta phải phải lo lắng hết. Nói chung là có lên có xuống. Nhưng mà tổng thể thì cái thị trường này chưa đến mức quá xấu ha. Chúng ta vẫn 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 còn an tâm trên trên cái diễn biến vừa rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại mấy cái cổ phiếu ở bên này. Cái TNG ha, TNG giao dịch 4 tỷ 8, nó không nhiều. So cái mức mà mình yêu thích thì nó phải nằm ở khoảng hơn 5 tỷ ha. Diễn biến giá vừa rồi nó cũng lình xình, chưa có gì nổi bật cả, kể cả hôm nay không biến động, không có cái gì nổi bật cả. Nên chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ qua cái KGC ha. KGC hôm nay nó tăng 4.78%, khá là mạnh, và giá của nó đã vượt đỉnh 25 phiên rồi. Rất là ổn ha. Tín hiệu này nó có nhiều cái dấu hiệu mạnh, là khối lượng vượt đỉnh 25 phiên này. Tín hiệu giá vượt đỉnh 25 phiên này. Vừa rồi nó có một phiên tăng 2.15, 0.9 và một phiên đi ngang, sau đó là một phiên hôm nay tăng rất là mạnh. Cái điểm này là điểm break rất là tốt. Và tổng thể trong 10 phiên vừa rồi nó tăng 5.34%. Như vậy là nó mới bước vào cái giai đoạn tăng thôi. Nên tín hiệu này tương đối ổn. Chúng ta quan sát tiếp cái diễn biến của khối ngoại. Khối ngoại thì hiện nay hôm nay người ta có bán ra 81.000. Bữa trước thì mua vào 3.800 ha. Sau đó là có một phiên mua, phiên bán, phiên mua, phiên bán. Còn 5 phiên gần 5 năm 5 phiên trước nữa thì người ta bán ra rất là nhiều. Tổng thể vừa rồi là 25 phiên vừa rồi nước ngoài đang xả ra khoảng 800.000 cái cổ phiếu KGC. Cái diễn biến của khối ngoại như thế này thì nó chưa tốt lắm. Tại vì là nước ngoài về tổng thể người ta đang bán ra nhiều hơn so với mua vào. Cái diễn biến của khối ngoại như thế này là không ổn. Tuy nhiên hôm nay nó tăng mạnh như thế này thì chúng ta sẽ vào quan sát thử xem cái tín hiệu nó thực sự ổn định hay không. Đầu tiên chúng ta vào cái KGC này, chúng ta sẽ thấy là cái cung cầu ở trong nước ấy, người ta mua vào khoảng một mua chủ động là khoảng 1 triệu cổ phiếu, bán ra là bán chủ động là 766. Như vậy là trên lệch mua bán đâu đó họ rơi vào khoảng tầm 300 cái 300.000 ha. Tín hiệu này tương đối ổn với cung cầu ở trong nước các bạn. Còn nước ngoài người ta bán ra là 3 tỷ rưỡi ha. Nhưng mà là so với cái tổng giá trị 63 tỷ như vậy thì cái tỷ trọng nó cũng cũng không phải là quá nhiều. Tín hiệu như thế này là mình nghĩ cũng khá ổn. Dựa trên cái số liệu tổng hợp ở đây nè ha, thì cái tổng thể là với lại là cái tầm nhìn đồ thị này, cái break rất là tốt này, có mấy vài cái break rất là tốt, vượt ra khỏi trên trên cái nền giá vừa rồi nó đã xây. Đặc biệt trong giai đoạn vừa rồi nó đã có một cái giai đoạn tăng giá rất rất là mạnh ở trên này rồi. Tín hiệu như thế này là khá ổn. Cây này đạt tín hiệu break, KGC cũng cũng là một cái cổ phiếu rất là đáng chú ý trong cái phiên hôm nay. Cái tín hiệu này hoàn toàn đủ điều kiện để chúng ta vào trên cái cổ phiếu này ha. Cho nên mình sẽ ghi ở trên này ha, KGC nó khá mạnh trong cái phiên hôm nay. Chúng ta sẽ qua tiếp xem thử RI. RI thì giá nó đã vượt đỉnh 25 phiên rồi ha, tín hiệu như thế này là ổn đó các bạn. 35.3, 35.3, 35.3. Hiện nay là nó đang nằm cái vùng ở ở giá cao, nó đã rơi vào 2 phiên rồi ha, nó tăng lên nhẹ một chút.
À, nước ngoài thì cổ phiếu là full rom ngoại rồi, cho nên cái diễn biến của nước ngoài chúng ta không không quan tâm nhiều nữa. Diễn biến giá thì vừa rồi có một vài phiên giảm nhẹ thôi, còn tổng thể xu hướng nó vẫn đang tăng. Henry, chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn trên cái biểu đồ một chút. Cái hiện nay là nó nằm ở trên cái vùng giá, nó nằm ở trên cái vùng đỉnh rồi. Khối lượng thì sao, tổng thể so với khối lượng vừa rồi thì cái phiên hôm nay cũng cũng ở mức độ vừa phải thôi. Nó đã chạm vào cái RSI, nó đã gần chạm đỉnh rồi ha. Mà ACD tín hiệu này thì nó tương đối ổn một chút, tuy nhiên là đã bắt đầu đi ngang rồi. Với quan điểm của mình thì cái RSI này các bạn nên tranh thủ chốt lời ở trong giai đoạn này, và chúng ta hạn chế chúng ta ta mua vào mới ha. Cung cầu như thế này nó cũng bất ổn rồi, cung cầu là người ta bán chủ động nhiều hơn mua chủ động, có thể là hiện nay đã rơi vào cái vùng chốt lời rồi, cho nên riêng cái phần RSI này thì chúng ta nên tranh thủ chốt lời ha. Mình sẽ đưa nó vào ở cái dạng tín hiệu màu xanh này ha, để cho các bạn quan sát. Cái này thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên chốt lời ở trên cái cổ phiếu này. Rồi, chúng ta sẽ qua thêm một cái cổ phiếu khác nữa ha. KGH hôm nay đi ngang, tổng thể một số phiên vừa rồi nó đi ngang rất là nhiều, chỉ có một phiên tăng một chút thôi, 1.72. Còn mấy cái phiên này tổng thể 10 phiên tăng một chấm mấy thôi. Điểm sức mạnh là 57. Tuy nhiên cổ phiếu này nước ngoài đang bán ra cũng 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 khá nhiều các bạn. Bán ra khá là nhiều. Một vài phiên như thế này thì nó đi ngang rồi. Nó đang tạo cái nền giá rồi ha, cái KGH này, cho nên chúng ta cũng hành xử giống như 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 đi thôi. Các bạn có lời thì các bạn bán ra thôi ha, mình sẽ không không ghi chú thêm nữa. Cái TCH thì hôm nay giảm rồi. Tổng thể ba bốn phiên vừa rồi xu hướng nó cũng đang giảm giá rồi ha. Nước ngoài thì người ta quay lại mua hai phiên điểm sức mạnh 25K. TCH như thế này, trạng thái như thế này, mình nghĩ rằng các bạn phải phải nên chốt lời đi, bởi vì nó cũng 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 đã đi đi ngang cũng cũng nhiều nhiều rồi ha. À quên, xin lỗi các bạn, là cái KGH mình lướt lướt này. Cái KGH này trạng thái như thế này thì các bạn nên chốt lời, mua mới thì chúng ta chưa 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 nên mua vào ha. Cái TCH hôm nay giảm rồi. Một chuỗi mấy phiên vừa rồi nó cũng đang suy giảm rồi ha. Nước ngoài tổng thể vừa rồi thì bán ra cũng có, mua vào cũng có, nói chung là cung cầu ở nước ngoài thì nó chưa thực sự nổi bật. Phiên hôm nay giảm thì chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta không quan sát nữa, mình chỉ quan sát những cổ phiếu tín hiệu mạnh thôi ha. TCB đang giảm một ít thôi. TCB thì đang giảm một ít, giá vừa rồi nó cũng 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 không có biến động gì nhiều ha. Nó chưa đạt cái điểm tích cực để chúng ta mua vào, cho nên TCB chúng ta bỏ qua. Cái FPT hôm nay giảm chút ha, đang giảm rồi. Nước ngoài mua vào hai ba phiên ha, bán ra cũng cũng khá nhiều, tổng thể thì bán ra cũng khá nhiều. Giá diễn biến giá thì vừa rồi nó cũng chưa có gì nổi bật thực sự. Các bạn nhìn xem cái chuỗi giá trong vòng 10 phiên vừa rồi chưa có một cái phiên nào nó nổi bật cả, cho nên những cái cổ phiếu này thì chúng ta chưa chưa có cái tín hiệu mua mới ha. Cái FRT thì chỉ có một cái phiên lúc trước khoảng 10 cách đây khoảng 10 phiên thì có một phiên tăng mạnh, sau đó thì nó giảm, nó tăng, giảm, nó tăng. Nói chung là nó cũng chưa có gì nổi bật cả ha. Nước ngoài thì vừa rồi là bán ra liên tục ở trong thời gian vừa rồi, thì chỉ có hôm nay mua lại 46.000 cổ phiếu thôi. Tổng thể là người ta đã bán ra khoảng 6 triệu cổ phiếu của FRT rồi ha. Tín hiệu như thế này cũng chưa đủ đảm bảo để chúng ta vào ha. MBC thì cũng đang giảm này, MBC cũng đang giảm, giá thì cũng cũng bình bình thôi, chưa chưa có gì nổi bật lắm. Mặc dù suy giảm nó không nhiều nhưng mà tín hiệu này thì chưa phù hợp với chúng ta vào. Riêng cái BHR ha, riêng BHR các bạn lưu ý một chút, BHR là nước ngoài đã bắt đầu mua vào nhiều rồi nè. Và bản thân mình thì mình cũng cũng đã mua rồi. Điểm sức mạnh 103 ha, tín hiệu của BHR như thế này là cực kỳ mạnh ha. BHR rất rất là ổn. Mình cũng đã phân tích BHR trong cái clip trước rồi đó, cho nên là các bạn tranh thủ các bạn coi lại cái clip trước của mình một chút ha. Còn ở BHR thì mình sẽ không không sâu thêm về mặt kỹ thuật nữa, bởi vì mình vừa mới đi về làm xong. Thứ hai là tín hiệu như thế này nó cực kỳ ổn mà, mình cũng đã mua thêm cái BHR này trong cái phiên hôm nay rồi. Cái FTS thì đang giảm rồi ha, nước ngoài cũng đang bán ra nhiều rồi, chúng ta sẽ bỏ qua. Cái GX đang giảm nhiều rồi đó, GX giảm nhiều, tín hiệu như này các bạn phải tranh thủ chốt lời sớm đi. Nước ngoài bán ra cũng nhiều, chỉ có một phiên mua vào 45.000 thôi,
31.000, còn lại phần lớn là bán ra rồi. Về giá thì hôm nay là một cái phiên giảm, đánh dấu phiên giảm mạnh rồi đó. Phiên trước thì hiện ngang, phiên hôm nay giảm mạnh rồi. Như vậy thì cái GX này các bạn cũng nên tranh thủ chốt lời đi. Mình cũng đã review trong cái clip vừa rồi rồi. HGG hôm nay rất là tốt, hôm nay tăng 4.21% lận ha. Cái cây hôm nay là của HGG, hàng đô nó rất là mạnh đó. Mua vào của nước ngoài mua vào cũng nhiều nè, tổng thể vừa rồi nước ngoài đã bắt đầu mua vào rồi, điểm sức mạnh 75. Cái HGG rất là ổn, mình xem mình quan sát thêm cái diễn biến của nó. Cái HGG này mình cũng đã trao đổi cũng nhiều lần ở trên 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 nhóm Zalo, cũng như trong nhiều clip trước thì mình cũng đã có review rồi đó. Cái giai đoạn mà nó gãy xuống này là mình nói rằng HGG nó giá rẻ, thì nếu các bạn mua sớm ở giai đoạn mà đúng như mình cảnh báo tại thời điểm này thì bây giờ các bạn cũng cũng có tỷ suất lợi nhuận tốt rồi đó. Cái HGG hôm nay cây này break rất là tốt ha. Khối lượng 3 triệu 3 lần ha, so với trung bình 10 phiên nó 1 triệu 3. Nước ngoài mua vào cũng nhiều nè. Trong nước thì mua chủ động nhiều hơn bán chủ động rất là tốt. Cái HGG này trạng thái đang khá mạnh ha. Chúng ta cứ tiếp tục với cái tín hiệu này là hoàn toàn để chúng ta có thể vào vào được. Chúng ta sẽ ngó tiếp xem SAB cũng đang giảm rồi. SAB mình cũng nói với mấy bạn cũng nhiều lần ở trên cái cổ phiếu này rồi. Hiện nay cho chúng ta không 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 nên mua vào cái SAB nữa, bởi vì hiện nay là cái mức giá nó cũng đang đang suy giảm cũng cũng khá khá rồi đó ha. Cái SAB này chưa đủ tín hiệu chúng ta vào. Cái AGG thì đang giảm rồi. Cái SI giao dịch có 4 tỷ ha, 4 tỷ. Nước ngoài thì cũng chưa có diễn biến gì nổi bật, mua vào rất là ít. Thanh khoản thấp lắm, 4 tỷ mấy, 5 tỷ. Giá thì cũng có một phiên gãy rất là nặng ha, một phiên lên, một phiên gãy rất là nặng. Riêng cái SI này thì cái biến động mình thấy quá bất thường, chúng ta hạn chế vào ha. THD giao dịch thấp lắm, có 197 triệu thôi, rất rất là thấp, các bạn nên 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 bỏ qua những cái cổ phiếu mà thanh khoản thấp như vậy ha. Cái VIB hôm nay thì không có tăng, tuy nhiên giá nó nằm ở cái mức đỉnh rồi, nằm mức mức đỉnh hai phiên rồi ha, sau một thời gian tăng thì nó nằm ở mức đỉnh hai phiên rồi. 10 phiên vừa rồi tăng 7.50 17%, điểm sức mạnh đang là 32. Nước ngoài thì chưa có gì nổi bật cả. VIB như thế này, trạng thái này nó đã gần cái nằm ở vùng vùng đỉnh như thế này thì các bạn chỉ quan sát thôi, còn mua vào hay không thì cái tín hiệu hai phiên vừa rồi, ba phiên vừa rồi, bốn phiên vừa rồi, kể cả một phiên giảm nữa thì nói chung là tín hiệu VIB bây giờ thì chưa cho tín hiệu vào ha. VGI thì giá diễn biến giá nó chưa thực sự nổi bật ha, chưa chưa có gì nổi bật cả. Nước ngoài thì mua vào được một chút, điểm sức mạnh 75. VGI có vẻ là nó đang tạo cái nền giá trong thời gian ngắn hạn, khoảng chục phiên vừa rồi là tạo nền giá rồi. VGI này thì các bạn theo dõi thêm thôi, tín hiệu chưa đủ vào. Cái HSG mình cũng đã mua vào cái phiên hôm bữa trước, hiện nay là trong tài khoản mình thì đang giảm một, đang âm một ít. Tuy nhiên là cũng chưa có gì phải phải lo lắng, khối lượng hôm nay cũng tốt này, vượt trung bình 25 phiên rồi. Hôm nay nước ngoài mua vào gấu gáo gần 1 triệu cổ phiếu rồi. Cũng khá nhiều. Cái HSG này chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ, nếu các bạn có cổ phiếu thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, còn mua mới hay không thì phải quan sát một chút, tại vì mình cũng đã trao đổi với trong cái nhóm Zalo của mình rồi. Cái con HSG này trạng thái là chúng ta chưa mua thêm được ha. RTN thì giảm rồi, hôm nay giảm tổng thể một loạt vừa rồi thì cũng đang giảm rồi đó. Nước ngoài cũng đang bán ra liên tục trên cái RTN này rồi, cho nên chúng ta không không có mua vào nữa ha. Cái AST giao dịch thấp lắm, chưa tới 1 tỷ chúng ta bỏ qua. Cái HD băng hôm nay giảm rồi. Nước ngoài vẫn đang mua vào trên cái HD băng này, điểm sức mạnh chính. Về giá thì vừa rồi nó cũng có tăng một ít thôi ha, tăng một ít sau cả ba phiên nó giảm rồi. HD băng trạng thái như này các bạn cũng nên tranh thủ chốt lời thôi. Chúng ta hạn chế mua mới ha. Cái X99 thì giảm rồi ha, cũng cũng chưa có gì nó bằng, điểm sức mạnh cũng âm luôn rồi. Liên Việt post băng đang 8.9 ha, giảm một chấm mấy vừa rồi thì ba phiên tăng nhẹ 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 ha. Xu hướng tổng thể thì xu hướng vẫn đang tăng, tuy nhiên là đã bắt đầu nó chần chừ rồi, biên độ dao động nó cũng hơi thấp hơn chút rồi. Đỉnh sức mạnh thì 66, nước ngoài không có mua bán gì nhiều trên cái cổ phiếu này cả. Trạng thái như thế này thì chưa chưa cho chúng ta cái điểm vào ha. Cái QNS hôm nay tăng khá tốt, giá vượt đỉnh luôn rồi, khối lượng vượt đỉnh luôn ha, tín hiệu này rất là ổn á, tăng mạnh này. Giao dịch 35 tỷ này, nước ngoài mua vào 13.000 này, tổng thể vừa rồi điểm sức mạnh 58. Cái QNS này hôm nay diễn biến như thế này là rất là tốt.
chúng ta sẽ xem thử coi. Cái VN-Index nó đã bứt phá ra 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 khỏi cái nền giá vừa rồi rồi, đang chạm đỉnh ở cái vùng này rồi. Khối lượng hôm nay break rất là tốt, RSI MACD bắt đầu đảo chiều rồi. Mua bán như thế này rất là tốt, cái VN-Index này tín hiệu như thế này đủ mạnh rồi các bạn. Cũng 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 tương đối mạnh ha, tín hiệu như thế này là khá ổn. Cái MASAN thì giảm rồi, chúng ta bỏ qua đi. DHG giao dịch dạo này thấp lắm cho nên chúng ta sẽ bỏ qua. CMF thì không đạt yêu cầu rồi ha. Cái BTB đang giảm chúng ta bỏ qua ha. Cái CTR thì có tăng một chút thôi, giá gần chạm đỉnh, giá nó gần chạm đỉnh thôi, nước ngoài cũng đang bán ra nhiều rồi, chúng ta bỏ qua. TV2 cũng đang giảm một ít, xu thế vừa rồi là một loạt năm phiên vừa rồi là phần lớn là xu hướng là giảm. Điểm thì đang nằm ở mức 60, nước ngoài thì mua vào cũng nhiều rồi ha. 25 phiên vào 25 phiên vừa rồi thì nước ngoài đã mua vào 113 nghìn cổ phiếu rồi, nhưng mà giá như thế này thì cũng cũng chưa thực sự nổi bật lắm ha. Có 2-3 cây tăng mạnh rồi, tổng cộng hai cái này còn đâu đó không gần 10% 13% rồi đó. Tuy nhiên đã bắt đầu những cái phiên gần đây thì nó đã suy giảm một chút rồi, có thể là đang ở trạng thái chốt lời rồi. Các bạn lưu ý cái gầm sen nước thì đang giảm rồi, thanh khoản cũng thấp lắm, bỏ qua. Cái BSI giá thì cũng thấp, thanh khoản cũng thấp, bỏ qua. AA thì giảm rồi ha, hôm bữa mình review cái AA này mình cũng nói rất là rõ với các bạn rồi, xu hướng nước ngoài bán ra nhiều cho nên là chúng ta hạn chế vào thì cũng đúng, tại vì là AA bữa giờ cũng giảm liên tục ha, các bạn nên lưu ý. Manulife giao dịch cũng 171 triệu chúng ta bỏ. LTG Lộc Trời tăng mạnh rồi ha, Lộc Trời hình như hôm bữa mình đã khuyến nghị từ cái cây bữa trước rồi đó ha. Hôm nay nó tăng mạnh như thế này, Lộc Trời cũng là đáng chú ý rồi. Cái Lộc Trời này, các bạn quay lại một chút ở trong mấy cái clip cũ của mình á, mình cách đây vài bao hôm hình như mình có khuyến nghị riêng về 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 cái Lộc Trời. Lộc Trời tăng như thế này ổn nè ha, vượt hay ra khỏi cấp break hôm bữa mình hình như mình giới thiệu ngay cây này, hôm nay là tín hiệu cũng tốt rồi. RSI cũng ngon, MACD cũng 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 rất là ổn. Nước ngoài thì mua vào nhiều hơn chút rồi. Cung cầu trong nước thì cũng đang cân bằng, tuy nhiên là tín hiệu này vẫn vẫn còn đang mạnh ha, còn đang mạnh. Tuy nhiên là LTG thì nó cũng đã gia tăng cũng 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 khá nhiều rồi, các bạn mua vào cái cổ phiếu này thì nên cẩn thận một chút ha. LTG có thể có khả năng lớn là LTG này nó sẽ rơi vào cái trạng thái chốt lời, tuy nhiên là tín hiệu hiện nay mình thấy nó cũng đang khá mạnh. Các bạn có cổ phiếu thì các bạn có thể là mua thêm một ít vào cũng được ha, có cổ phiếu sẵn thì mua thêm một ít vào cũng được. IBS thì giao dịch thấp lắm ha, STB 64 tỷ giảm rồi, cho nên chúng ta sẽ không quan sát cái điểm vào nữa ha. STK hôm nay đi ngang hai phiên rồi, đi ngang ba bốn phiên đi ngang rồi, STK chưa có tín hiệu đáng chú ý. CRE giá gần chạm đỉnh rồi ha, 25 phiên có một phiên tăng mạnh hôm nay nó giảm ít thôi, tổng thể là vừa rồi cũng mua đi bán lại cũng khá khá. CRE mình xem thử. CRE hôm nay cây như thế này cũng 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 về bản chất thì nó đỏ, nhưng mà là nó đỏ mức giá cao các bạn. Tuy nhiên là nó đã tăng 2-3 cây liên tiếp rồi, cũng 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 khá nhiều rồi. Tổng thể vừa rồi nó tăng giá từ 19, 18 đến gần 22 rồi, khá nhiều rồi. Cái trạng thái như thế này là các bạn cũng nên tranh thủ chốt lời sớm đi. CRE chưa tín hiệu này thì mình nghĩ rằng mình không nên mua vào ha. TBLC hôm nay giảm chút, giá gần chạm đỉnh rồi ha, một phiên tăng mạnh, nó rất là nhiều phiên tăng mạnh rồi. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay nó đang giảm rồi, các bạn có cổ phiếu các bạn cứ tiếp tục nắm giữ thôi, quan sát thôi, để tranh thủ chốt lời thôi. Tín hiệu như này chưa mua vào được. CTD hôm nay mình đã thoát ra rồi, mình đã thoát ra ở mức 78.7 đó. Mặc dù là nó chưa vi phạm kỷ lục của mình về về cái ngưỡng 5%, tuy nhiên là cái nó cái tín hiệu 2-3 phiên vừa rồi nó không đạt theo yêu cầu của mình lắm, cho nên mình cũng tranh thủ mình thoát ra luôn cái STG để mình mua vào cái G2G và BHR đó ha. TAR thì mình cũng đã bán ra, mình chốt lời rồi ha. Cái phần này thì giá vừa rồi nó cũng đi ngang lên sình lên xuống, mình bán ở một cái cây mình bán ở mức giá 19 á ha. Cho nên cái trạng thái như thế này chúng ta thôi, từ từ chúng ta vào, chúng ta quan sát thêm tiếp. Cả MBB cũng chưa có gì nổi bật trong phiên hôm nay. thực sự là cũng chưa có cái gì nổi bật lắm.
phần lớn giá nó cũng 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 lình xình đi ngay, chưa gì rõ ràng cả. BNG trạng thái như thế này cũng 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 chưa có gì là thay đổi, chưa có gì là nổi bật lắm, chúng ta bỏ qua. SSI thì mình nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, nước ngoài đang bán ra rất là nhiều, chúng ta hạn chế mua vào cái cổ phiếu SSI trong cái giai đoạn này. Cái CLG thanh khoản thấp lắm, 201 triệu, chúng ta sẽ bỏ qua. Cái Xi Măng Thép hôm nay giảm một ít rồi, bữa trước nó tăng liên tục, tăng ba bốn phiên tăng liên tục. Các bạn có cái cổ phiếu này thì tranh thủ chốt lời thôi. Hiện nay hôm nay cái nó giảm thì thực sự chưa là nhiều, nhưng mà tổng thể vừa rồi là nó đã tăng 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 khá nhiều rồi đó, cho nên là chúng ta nên tranh thủ chốt lời thôi. Cái Xi Măng Thép trạng thái như thế này thì chưa đủ điều kiện để chúng ta mua vào. Cái VCS giao dịch 5 tỷ 6 này, nước ngoài đã mua vào cũng tốt này, sau một hai ba phiên bán ra mua vào cũng tốt, điểm sức mạnh 106. Riêng cái phần giá giá thì diễn biến giá thì nó cũng 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 đi ngang tương đối lên sinh. Tuy nhiên tại sao cái điểm sức mạnh nó lên nhiều như vậy, chúng ta sẽ coi thử một chút. Cái VCS hiện nay nó đang đi ngang khá nhiều. VCS trạng thái như thế này chúng ta chỉ nên, nếu như chúng ta mua thì nó cũng 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 chưa có gì xấu ha, nó đang nằm ở nền giá khá tốt, nền giá này cũng khá chắc. Có khả năng lớn là nó sẽ bật tăng trở lại, tuy nhiên các điểm mua này hơi sớm, mình chỉ lưu ý vậy thôi, còn các bạn sẽ phải chờ tín hiệu nó cụ thể hơn là chúng ta sẽ mua. DBC giảm rồi, con này biến động ra cũng 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 khá thất thường, chúng ta hạn chế vào. BLX hôm nay giảm rồi ha, nước ngoài bán ra hai ba phiên rồi ha, điểm sức mạnh 79. Tổng thể vừa rồi thì cũng đã tăng ha, các bạn có cổ phiếu này nên nên chốt lời sớm đi. Cái DRC hiện nay đang giảm rồi, giá diễn biến giá nó cũng chưa có gì nổi bật cả ha, nước ngoài cũng bán ra bán mua đi bán lại cũng khá nhiều, điểm sức mạnh thấp lắm. DRC chúng ta sẽ không đạt cái yêu cầu chúng ta chú ý. DHC hôm nay nước ngoài bán ra rồi, tổng thể vừa rồi thì mua mua vào điểm sức mạnh 73, giá thì tổng thể vừa rồi phần lớn các phiên vừa rồi là nó giảm, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua ha. Đất xanh hôm nay tăng 2.6, tuy nhiên đất xanh ba phiên vừa rồi nó gãy gãy rất là mạnh, nước ngoài càng bán ra liên tục, đất xanh là chưa đủ trạng thái để chúng ta mua vào ha, các bạn nên lưu ý một chút. Cái VA giao dịch 1.6 thấp lắm, bỏ qua ha, con này giao dịch cũng thấp. HEI, cái BMB vẫn đang tiếp tục là một cổ phiếu mạnh. Các bạn trong nhóm mình cũng có cổ phiếu BMB, dựa trên cái khuyến nghị của mình đợt trước. BMB cái tín hiệu như thế này cũng khá ổn, điểm sức mạnh tới 113, nước ngoài mua vào liên tục. Giá thì vừa rồi cũng đã tăng 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 khá ổn đây ha, nằm ở trong đỉnh luôn rồi. Cho nên cái BMB này trạng thái như thế này mình nghĩ rằng rằng cũng tương đối ổn này. Chúng ta sẽ lướt qua cái đồ thị nó một chút. Tín hiệu như thế này cũng 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 khá ổn, cung cầu diễn biến như thế này cũng cũng tương đối tốt này, mua đi bán lại, mua vẫn nhiều hơn bán này ha, kể cả nước ngoài và trong nước. Có hai cây brick rất là tốt rõ ràng về về nền giá rồi, em sẽ đi tương đối ổn. BMB như thế này là tín hiệu vẫn vẫn còn tương đối tốt, các bạn nắm giữ tiếp ha, mua thêm một ít. Còn nếu mua 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 mới thì các bạn phải cẩn thận một chút ha, vào với cái nhịp điệu nó rõ ràng hơn một chút. Cái VHC nước ngoài bán ra, giá thì vừa rồi nó cũng đi ngang lên sình chưa có gì nổi bật hết, VHC chưa đủ điều kiện chúng ta vào. VGC thì mình cũng đã mua và đã chốt lời rồi đó. Ồ, hôm nay nước ngoài bán ra rất là nhiều, bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu lận ha. Chúng ta tranh thủ thoát ra cái cổ phiếu này sớm ha. VHM hôm nay giao dịch khối ngoại cực kỳ đột biến, gần gần 22 triệu cổ phiếu lận, rất rất là lớn. Nước ngoài giao dịch VHM này này rất là nhiều. Giá nó lình xình diễn biến chưa rõ ràng lắm, chúng ta sẽ bỏ qua ha. Cái TIG thì 6.3 tăng một chấm mấy, giao dịch thấp 4 tỷ mấy, điểm sức mạnh 70. Giá thì vừa rồi có tăng có giảm, có tăng có giảm, chưa có gì nổi bật cả, bỏ qua. VRE hôm nay không có thay đổi về giá, diễn biến giá thì cũng lình xình đi ngang thôi, nước ngoài đang bán ra nhiều, chúng ta sẽ bỏ qua ha. Cái HVN giảm một ít, vừa rồi thì nước ngoài mua vào nhiều thì hôm nay bán ra 122.000, điểm sức mạnh gần âm. Mức giá thì giá vừa rồi diễn biến nó cũng đi ngang lình xình, có một vài phiên tăng nhẹ nhẹ thôi, chưa có gì nổi bật cả. Cái AMV hôm nay là các bạn phải tranh thủ nên nên nên, nên chốt lời sớm đi. Vừa rồi nó tăng khá nóng rồi đó. Nước ngoài cũng đang bán ra một ít rồi. Cái AMV các bạn tranh thủ nên chốt lời. Cái VIP thì giảm rồi ha. Cái IMP hôm nay giảm một chút, bữa vừa rồi nó tăng liên tục ha. IMP này cổ phiếu mình mua theo dạng tích lũy cho nên các bạn cứ nắm thôi.
Còn nếu T cộng thì IMV không phải là hấp dẫn lắm, cho nên các bạn lưu ý. Cái Novaland thì giá gần chạm đỉnh, nước ngoài cũng bán ra vừa rồi cũng cũng kha khá rồi đó, nước ngoài bán ra kha khá. Tổng thể xu hướng về giá là xu hướng đang giảm ha, các bạn nhìn nè, nhiều phiên gây ngang và nhiều phiên giảm, xu hướng nó giảm rồi chúng ta sẽ bỏ qua ha. Cái NT2 giao dịch 3 tỷ 7 chúng ta bỏ qua. Cái NCT thanh khoản thấp lắm, chưa tới 1 tỷ, là chúng ta chưa tới 1 tỷ chúng ta bỏ qua. Cái SJL giao dịch 5 tỷ 7. Tổng thể vừa rồi là nước ngoài phần lớn là mua điểm sức mạnh trong. Giá thì giảm một ít thôi. Nhưng mà hai phiên vừa rồi nó tăng rất là mạnh. Tăng gần 11%. Tổng thể là nó đã tăng 18% rồi, 15 rồi. SJL là trạng thái này các bạn nên tranh thủ chốt lời một chút ha. Nên chốt lời một phần bớt đi. Chúng ta hạn chế mua mới trên cái cổ phiếu này, nó đã tăng quá lớn rồi. BID thì chưa có gì nổi trội cả. HBC cũng đang giảm rồi, chưa có gì chúng ta sẽ bỏ qua. CTG thì cũng vậy, chưa có gì nổi bật cả. Đặc biệt nước ngoài vừa rồi cũng đang bán cái CTG khá nhiều, chúng ta hãy từ từ hãy vào cái phòng này. ACB hôm nay nó tăng khá mạnh, vừa rồi là tổng thể nó tăng, nó tăng rất là lớn, giá vượt đỉnh 25 phiên luôn rồi. Khá ổn. Cái ACB này tín hiệu như thế này mình nghĩ rằng cũng 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 tương đối tốt. Hôm nay mình có nhắc trong cái nhóm Zalo của mình, nếu như có thích mua cái cổ phiếu này thì chúng cái trạng thái này là vẫn mua được ha. MSH thì lình xình cũng chưa có gì rõ rõ nét cả. TCL đang giảm này, tổng thể vừa rồi có hai ba phiên tăng tăng 7%, tăng tổng cộng 10 phiên là tăng 8%. Nước ngoài càng bán ra cũng khá nhiều rồi đó, xu hướng này càng bán ra rồi. TCL vừa rồi nó đã tăng giá liên tục ha các bạn, nên lưu ý một chút, các bạn nên tranh thủ chốt lời ở trên này ha. DC World hôm nay tăng tăng nhẹ. Con này thực sự rất là khó giao dịch ha các bạn, bởi vì nó đang nó cái biên độ dao động nó rất là lớn. Tuy nhiên là trạng thái như thế này vẫn đang là một trạng thái mạnh, nó có ba phiên liên tiếp nó tăng với tỷ trọng khá nhiều nè ha. Chỉ có một phiên hôm nay nước ngoài đang bán ra một ít, mấy phiên trước, hai phiên trước bán ra, có phiên mua vào, nhiều phiên mua vào rồi. Diễn biến của khối ngoại trong DCG tương đối bình ổn, chưa có gì. DCG trạng thái như thế này mình với cái quan sát của mình thì chúng ta nên chốt lời và chúng ta chờ cái nhịp tiếp theo ha. DCG mình sẽ không đưa vào khuyến nghị nữa, tại vì cái con này cái biên độ dao động rất là lớn và nó đã tăng giá rất là nóng trong thời gian vừa rồi rồi, cái chúng ta vào thì cũng hơi nguy hiểm. Tiên Phong Băng giao dịch thấp quá, có 3 tỷ 2 thôi, chưa có gì nổi bật cả, giá cũng 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 không có gì nổi bật. VCB VCB hôm nay nó có một giai đoạn nó tăng rất là mạnh, sau đó là nó điều chỉnh lại. Xu hướng vừa rồi là nước ngoài đã bán ra rồi ha, chỉ có cái phiên hôm nay mua vào 30 mấy nghìn. 25 phiên vừa rồi nước ngoài xả ra gần 1 triệu cổ phiếu trên thị trường nữa, cho nên là cái diễn biến VCB nó chưa đủ mạnh ha. Chúng ta cập quan sát thêm một ít nè. HBG thì cái cổ phiếu này mình mua đang nắm giữ khá dài, nước ngoài có mua đi bán lại bình thường, không không có gì nổi bật cả. Cái này thì mình đang trong cái danh mục mình, cái HBG nó đang chiếm một tỷ trọng rất là lớn. Tuy nhiên là mình mua với cái kỳ vọng dài hạn hơn, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái tín hiệu T cộng trong cái giai đoạn này, thì T cộng hiện nay nó cũng chưa có gì nổi bật cả. VHM thì hôm nay Vinamilk giảm một ít, nước ngoài đang bán ra vừa rồi bán ra cũng khá khá rồi đó, cho nên chúng ta hạn chế vào. MVG có giảm một ít thôi. MVG trạng thái này nếu như mua theo cái kỳ vọng khuyến nghị của mình trong một cái clip mình vừa làm riêng cho cái MVG thì hiện nay cái giá này thì các bạn tranh thủ gom vào một chút cũng được. Tuy nhiên là cái này mình nói rõ một chút, nó không phải là tín hiệu T cộng nha các bạn. Các bạn mua và chờ các báo cáo kết quả kinh doanh của quý quý 3 và quý 4 ha. BKMS thì giao dịch thấp. Hôm nay hầu như không 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 có giao dịch luôn ha. Cái BT hôm nay nó có tăng một ít ha, có giai đoạn nó lên với 470 chấm mấy lần ha, giá gần chạm đỉnh 25 phiên rồi. Cái BT này cũng tương đối ổn, chúng ta chưa có gì phải lo lắng. Mình thì mua cái BT mình mua trong cái thời hạn nắm giữ lâu dài, cho nên mình cũng không lo lắng gì nhiều trên cái cổ phiếu này. Như vậy thì tổng thể hiện nay mình quan sát thì mình chỉ thấy những cái cổ phiếu này là nó tương đối nổi bật ở trên này, trong đó là RE các bạn nên tranh thủ chốt lời nó đi ha. Cái BIM, cái lọc trời hồi nãy mình có nói là lọc trời hay BMV gì đó. Nói chung là tổng thể mấy cái cổ phiếu này hiện nay tín hiệu đang đang khá là tốt. RE thì các bạn nên quan sát chút lời một chút. Mình nhắc lại các bạn một lần nữa, khi mà mình review những cái cổ phiếu như thế này dựa trên phần mềm, phần lớn là cái tín hiệu mình thấy là khá ổn. Tuy nhiên cái quyết định mua hay bán của các bạn là các bạn phải nhớ tại thời điểm các bạn mua thì các bạn nên phân tích thêm cái trạng thái cung cầu của cổ phiếu này, giống như mình vừa rồi mình đã phân tích vậy ha. Cái khi mà các bạn mua bán tại thời điểm nào thì các bạn phải phải coi cung cầu nó diễn biến rõ rõ nét thì các bạn mua nó mới an toàn hơn ha. Còn ở trong này chỉ là những cái danh mục cổ phiếu chúng ta đáng chú ý thôi.
Thì ở trong này ICP vừa rồi mình mới vừa chốt lời xong rồi nè. À, cái BHR thì mình đang mua vào nè ha. À, còn thêm cái D2B nè, D2B thì cũng khá mạnh. D2B mình sẽ review thêm cho các bạn một chút. À, tại vì mình cũng hôm nay mình cũng đã mua vào rồi. D2B có hai cây brick rất là tốt ha, khối lượng rất là tốt rồi, AMACD này nó tương đối tốt đó. Cái cung cầu mặc dù là hôm nay nó chưa thực sự thuận chiều, tuy nhiên tổng thể giá tăng 2.71% rồi, tín hiệu cũng tương đối cũng mạnh rồi đó, cho nên là chúng ta vẫn còn yên tâm đến cái cổ phiếu này ha. À, cuối cùng thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các cái clip của mình, đã tham gia ủng hộ kênh mình trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều. À, các bạn mà muốn tham gia vào cái nhóm Zalo để cùng trao đổi với mọi người, à, thì các bạn có cái phần dưới cái phần mô tả của video nó có cái link Zalo, thì các bạn click vào đó thì mình sẽ xếp vào thôi ha. À, trên cái trên 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 kênh của mình là có 2.181 bạn đã subscribe rồi, tín hiệu này cũng khá ổn ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình.